Thưa quý vị, Vườn Quốc gia Cúc Phương là một khu bảo tồn thiên nhiên, khu rừng đặc dụng nằm trên địa phận giáp danh thuộc ba tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa. Vườn quốc gia này có hệ động thực vật phong phú đa dạng, mang đặc trưng rừng mưa nhiệt đới. Nhiều loại động thực vật có nguy cơ tuyệt chủng cao đã được phát hiện và bảo tồn tại đây. Và đây cũng là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam thực hiện nhiều sản phẩm du lịch có trách nhiệm với môi trường, được quốc tế bình chọn là điểm đến hàng đầu châu Á liên tiếp từ năm 2019 tới 2022. Thời gian qua, trên cơ sở tiềm năng về đa dạng sinh học, cảnh quan tự nhiên, Vườn Quốc gia Cúc Phương đã tổ chức được hệ sinh thái du lịch với nhiều chương trình và sản phẩm có trách nhiệm với môi trường, như hành trình hồi sinh hay tour về nhà dành để chăm sóc, cứu hộ các loài động vật hoang dã, trại hè lớn lên cùng đại ngàn để giáo dục, nâng cao ý thức và tình yêu thiên nhiên tới các thế hệ học sinh, sinh viên. Chúng tôi sẽ khai thác sâu hơn những cái tour tuyến và chủ yếu là mang đậm cái trách nhiệm với môi trường của du khách để từng du khách đến đây vừa được trải nghiệm, vừa được kể những câu chuyện, vừa được truyền tải những thông điệp và tạo được cái cảm xúc thực hiện cái sứ mệnh bảo tồn cùng đồng hành với vùng Gia Phương trong nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam. Trải qua các giai đoạn lịch sử phát triển của khu rừng, Cúc Phương đã dần hình thành, xây dựng và vận hành thành công mô hình quản lý, bảo vệ, nghiên cứu, khai thác du lịch sinh thái nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức bảo tồn thiên nhiên. Đặc biệt, tour du lịch trải nghiệm về nhà được các chuyên gia đánh giá là top 10 du lịch độc đáo tại Việt Nam, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương, tạo việc làm, mang lại lợi ích cho cộng đồng vùng đệm. Chúng tôi tổ chức các tour du lịch cho học sinh các trường ở Việt Nam và ở các nước khác đến đây. Vì thế, học sinh có cơ hội đến thăm vườn quốc gia, động vật nơi đây và rất ấn tượng với cơ sở vật chất và dịch vụ ở Cúc Phương. Những người hướng dẫn viên nơi đây thì rất tuyệt vời. Họ biết rất nhiều về tất cả các loài động vật và cây cối ở vườn quốc gia, giúp khách du lịch biết thêm rất nhiều điều. Chúng tôi luôn luôn nhận thức được là cái công tác quảng bá xúc tiến là luôn luôn phải đi đầu. Chúng tôi cũng đã định hướng sẽ phát triển đồng bộ trên nhiều hình thức. Thứ nhất là sẽ tận dụng tối đa các cái loại hình quảng bá xúc tiến trên các cái mạng thông tin xã hội, trang mạng thông tin xã hội cũng như trên internet và trên các cái hội nghị, hội thảo, rồi cũng như là các cái ấn phẩm. Ngoài ra, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình nhận định, đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái gắn với cứu hộ bảo tồn của Vườn Quốc gia Cúc Phương cần có kế hoạch, chính sách bảo vệ rừng, tài nguyên thiên nhiên. Việc xây dựng thêm nhiều sản phẩm du lịch mang tính trải nghiệm cho du khách là rất cần thiết, nhưng cần lưu ý không làm tổn hại đến thiên nhiên, hướng tới bảo vệ môi trường. Đó mới là cách làm du lịch sinh thái đúng, bền vững.